Lê Vi Ký, chương 24 Luật lệ về dầu và bánh Chúa phán dạy môi xe Con bỏ dân Israel đem dầu trong Ép từ trái ô Để đốt đèn cháy liên tục Aaron phải giữ đèn cháy liên tục Trước mặt chúa từ sáng đến tối Ở phía trước màn Chứng cớ trong trại hội kiến Đây là một luật lệ có hiệu lực vĩnh viễn Qua các thế hệ hậu lai Các đèn trên chân đèn bằng vàng ròng đặt trước mặt Chúa phải được săn sóc thường xuyên. Bánh trần khiết Lấy bột mì mịn làm 12 ổ bánh, mỗi ổ dùng 2 phần 10 e pha bột. Sắp các ổ bánh này thành hai hàng, mỗi hàng sáu ổ, trên bàn bằng vàng, dòng trước mặt chúa. Lấy nhũ hương nguyên chất, rắc dọc theo mỗi hàng bánh để làm lễ vật tưởng niệm thế cho bánh và được dùng lửa dâng lên cho Chúa. Bánh này phải được sắp trước mặt Chúa thường xuyên, mỗi ngày sa bát như một giao ước vĩnh viễn cho dân Israel. Bánh được dành cho Azon và các con trai người. Họ phải ăn bánh này trong một nơi thánh vì đó là một phần rất thánh trong số những lễ vật dùng lửa dâng lên cho Chúa. Đó là một lệ đời đời Người phạm thượng bị ném đá Một người kia có mẹ là người Israel Và cha là người Ai Cập Cùng ra đi với dân Israel Người này đánh lộn trong danh trại Với một người Israel Nói lời rủa xả phạm đến danh chúa Và bị dẫn đến môi xe Mẹ của người này tên là Lê con gái Diệp Đi thuộc chi tộc Đan. Người ấy bị cầm giữ lại trong khi môi xe chờ đợi để biết rõ ý của Chúa. Sau đó Chúa phán dạy môi xe, đem người phạm thượng ra bên ngoài danh trại. Những người đã nghe người ấy nói phạm thượng phải đặt tay trên đầu người. Rồi toàn thể nhân dân sẽ ném đá người cho chết đi. Còn nói với dân Israel, ai rủa xá Đức Chúa Trời sẽ mang tội. Ai phạm thượng đến danh Chúa phải bị xử tử. Toàn thể nhân dân phải ném đá người ấy. Bất kỳ người bản xứ hay ngoại kiều. Khi ai phạm thượng đến danh Chúa thì phải bị xử tử. Ai làm thiệt mạng người khác phải bị xử tử. Ai làm chết thu vật của người khác phải bồi thường mạng đến mạng. Ai gây cho náng giềng bị thương tích phải bị thương tích giống như mình đã gây ra. Xương đến xương, mắt đến mắt, răng đến răng, gây cho người khác bị thương tích nào, sẽ bị gây lại thương tích ấy. Ai giết một thu vật sẽ phải bồi thường, ai giết người phải bị xử tử. Luật này áp dụng cho cả ngoại kiều, lẫn người bản xứ. Ta là Chúa, Đức Chúa Trời các ngươi. Sau khi nghe môi xe thuật lại các lời đó, dân Israel dẫn người phạm thượng ra bên ngoài doanh trại và ném đá cho chết họ làm đúng theo mạng lệnh chúa đã truyền cho môi xe